Sau vụ thu hoạch vải được mùa được giá mang lại niềm vui phấn khởi cho bà con nông dân, tỉnh Hưng Yên cũng chuẩn bị bước vào thu hoạch một số mặt hàng nông sản chủ lực khác như nhãn, chuối, cam, bưởi, nghệ, ổi. Chính vì thế, công tác xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân luôn là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. 12 sản phẩm của thương hiệu đậu mầm Lương Thảo, hơn 5 tạ bột đậu mầm thành phẩm được bán ra là số lượng mà cơ sở này tiêu thụ một tháng trên các nền tảng thương mại điện tử. Kênh tiêu thụ này đã gỡ khó cho không ít bà con nông dân trong suốt 2 năm dịch bệnh vừa qua và cũng là xu thế tất yếu hiện nay. Cái được là gần như là khách hàng khắp cả nước biết đến cái sản phẩm sau hơn 2 năm thì đơn hàng cũng tăng khoảng 7-8 lần. Thương mại điện tử nói riêng và chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu. Một mặt thì nó sẽ giúp cho là tiết kiệm chi phí quảng bá. Mặt khác thì nó sẽ là khắc phục được những cái khó khăn do là bối cảnh dịch bệnh Covid gây ra. Và cái thứ ba nữa tổng thể hơn, đấy là một cái xu hướng tất yếu. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta không có cái phương án chuyển đổi nhanh, chủ động, kịp thời thì sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Tuy nhiên, để việc tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử thuận lợi thì đối với không ít bà con nông dân, điều này vẫn còn khá mới mẻ do đặc thù về ứng dụng công nghệ thông tin. Vì thế, thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành địa phương và các sàn để hướng dẫn tập huấn cho bà con nông dân. Song điều quan trọng nhất vẫn đến từ chất lượng sản phẩm nông sản và đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn của kênh tiêu thụ. Hết sức là mở cơ chế đối với bà con. Miễn là sản phẩm mà mình làm ra tận tay, chúng tôi sẽ có giám sát, có người đến giám sát cái quy trình sản xuất, không có những cái chất phụ gia cấm hoặc là những cái chất bảo quản nó quá cái nồng độ cho phép thì đều có thể lên sàn được. Bà con nông dân phải lưu ý trong cái việc đóng gói sản phẩm đó đến làm sao theo đúng cái quy định mà do sàn thương mại điện tử đã hướng dẫn. Nếu mà bà con nông dân làm đúng như vậy thì cái sản phẩm sẽ được vận chuyển tới ngay người tiêu dùng, nó được giữ nguyên trọn vẹn về cái chất lượng. Bên cạnh sàn thương mại điện tử, các nhà vườn và địa phương cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, vùng trồng để một mặt vẫn đáp ứng các đơn hàng của kênh tiêu thụ truyền thống, một mặt phân phối tiêu thụ vào các hệ thống siêu thị, nhà hàng khách sạn và xuất khẩu chính ngạch. Đây cũng chính là cách làm của các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hải Dương hay Sơn La. Những vựa nông sản lớn của miền Bắc đã thuận lợi tiêu thụ hàng trăm ngàn tấn nông sản ra các thị trường trong và ngoài nước năm 2021, dù tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên với trên 15.000 hecta cây ăn quả và cho sản lượng mỗi năm trên 200.000 tấn, thì việc đa dạng các cái kênh tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến của bà con nông dân và chủ động các cái hoạt động xúc tiến thương mại chính là những điều kiện cần thiết để đưa nông sản của tỉnh Hưng Yên có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Và từ đây thì bài toán tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân cũng được giải đáp.